Sau một sự kiện UFC 243 rực lửa với những trận đấu không khoan nhượng, người hâm mộ UFC cuối tuần vừa rồi được thả lỏng với sự kiện UFC Final 161 với tâm điểm là trận đấu giữa cựu vương Joanna Jędrzejczyk và Michael Waterson. Jędrzejczyk không có phong độ thực sự tốt trong thời gian gần đây khi thua 3 trên tổng số 4 trận thi đấu gần nhất. Trong khi đó, Waterson đã có 3 chiến thắng liên tiếp và đang hướng đến trận tranh đai. Nhờ lối đánh karate và kỹ năng đeo bám tốt, Waterson đã khiến Joanna không thể kết thúc trận đấu một cách dễ dàng, dù có lợi thế về thể hình. Thậm chí, nhà cựu vô địch còn gặp phải một chấn thương nghiêm trọng. Bàn chân của Joanna có dấu hiệu rạn xương sau hàng loạt cú đá từ hiệp 2. Tuy nhiên, nữ võ sĩ người Ba Lan đã từ chối dừng trận đấu. Mặc chấn thương, Joanna đã có một trận đấu tuyệt vời và giành thắng lợi với tỷ số áp đảo là 10-45, 49-46. Sau trận, cô nói: "Tôi bị gãy bàn chân từ đầu hiệp 3, hoặc có thể là đầu đó cuối hiệp 2, nhưng tôi vẫn tiếp tục thực hiện những cú đá bởi đó là những gì tôi cần làm."